Wow. Quá dữ, quá dữ. Nhúng ghẻ bạn. Đó. Này làm gì biết sao? Nãy có trong bọc có thêm gì đấy không? Một, có niêm gì đó, rồi mình chấm luôn mà, hay ghẻ bạn, đi vô, hay bắt đầu bắt mâm mấy bạn ơi, vô, làm gì? Ừ, hai nhảy luôn nè, mày cái chén này với mày, này. Mày để nước mày uống đó, thì mày không qua đã chén mày chấm, quá hấp dẫn luôn. Hello anh chào bạn nha, đang neo nghỉ với bạn, đang neo nghỉ chờ nước nha. Bây giờ mấy ông đang sẵn sàng đồ ăn các bạn. Ban cá thì muối lời nãy giờ ăn giữa bữa nè. Còn gấp hai luôn á. Còn đây làm gì anh? Tôm chiên bột, tôm chiên bột. Tách ghẹ rồi ăn chỗ đu lại nha. Bây giờ mấy anh này giờ tổ chức làm mồi ra ra các bạn. Làm món tôm chiên bột. Hả? Ừ đúng rồi. Mần bỏ kỳ bỏ ai hết chửi mình đó thôi á. Đây này là món tôm chiên bột các bạn. Giờ ban đầu mình quấy bột nha. Bây giờ mình làm bột các bạn. Cái bột này được rồi, bột chiên giòn được rồi. Lọc chữa đu lại nha. Ai biết lọc vậy được không à? À lọc sao cũng được. Rồi này mình đến pha nước cho các bạn. Rồi giờ đâu mình pha bột các bạn. Đây quay bột lên. Quá hấp dẫn luôn. Quá phụ đi bây giờ. Nay đang neo chờ nước các bạn, anh gom lại làm mồi ăn này nha. Mực nó bỏ đây, mần qua này, nếu muốn chiên phải mần chứ mấy nó đen hồi lùi á. Mực này đâu đen đâu. Mực nó không đen đâu, mực nó để nguyên con được. Đây là món tôm với mực với cá khoai chiên bột với ghẹ. Ai nói cá khoai chiên không được đâu, nãy chiên cho coi. Ok, mình làm bột xong các bạn. Rồi mình làm nó xong là mình bắt đầu chiên nha. Đi ghe mà mấy ông này bài hơn ở nhà nè. Anh Hồng nói là xuống nghe là anh Hồng từ đó lên lớp từ đó thì ra đó chứ anh Hồng không có đi từ đó đó không. Ok, bây giờ bắt đầu mình chiên các bạn. Đây là có mực này nha. Tôm nè, ghẹ nè. Có con ghẹ à, với mấy cá khoai. Chiên bột nha các bạn. Bật lửa lên. Quá hấp dẫn luôn. Anh Hùng nói ngồi dòm, anh không có phô mần như vậy đây hả? Này chiên này chiên dầu hơi nhiều mấy bạn. Dầu hơi nhiều nhiều có gì còn dư thì mình để nó vô mình vẫn xài được nha. Rồi giờ đợi dầu sôi các bạn. Ok, dầu sôi các bạn ơi. Bắt đầu mình chiên nha. Rồi mình chiên các bạn. Để gần ngay cho đừng nhiễu các bạn. Đổ cái gọi luôn. Quéo không quéo mà xem sao đổ nè. Rồi ok bắt đầu chiên. Chiên con tôm trước đi. Mình nhúng bột các bạn. Rồi để vô nha. Wow. Quá dữ quá dữ. Gì được rồi, gì được rồi. Không có lỏng. Rồi. Mới được hạ lửa xuống các bạn. Rồi đầu chiên con ghẹ. Nhúng ghẹ các bạn. Đó. Là
làm thì biết rau không à. Nãy có trong bộ có thêm như thế không? Thêm một có niêm miếng bộ không? Không có niêm gì đó. Rồi mình chấm luôn mà. Hay rẻ bạn. Đi vô. Cái dính bột cái ta hả? Này đâu phải bột như bột uống xù đâu, bột này mới là nó cho nó giòn thôi mà. Vậy được rồi. Nó là lỏng rồi, trên miếng bột hả? Đó. Đỡ cho thêm miếng bột hả? Thêm dế hả? Ai xuống xé giùm ơi. Để nó xuống đây. Để mình thêm bột vào hay nước hay lỏng các bạn ơi. Rồi mới thêm bột cho các bạn, nãy nó hơi lỏng nha. Rồi ơi, giờ mới ngon nè. Đó. Rồi chiên con mực các bạn. Đây mực. Bột nhiều quá chín bột, không chín tôm chết luôn. Chín thằng chín. Đó. Ghẹ, ghẹ đóng bột cái mùng. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Tôm ghẹ cũng thế hả? Cây vậy được rồi, từ từ đi. Đây chi tôm đó các bạn. Đâu sao ở đây chi bột luôn. Đó. Nãy bà đặt chừa cái đuôi, nhúng luôn cái đuôi. Quá hấp dẫn. Đổ đũa mới luôn, đặng gì múc ra các bạn. Còn đây giờ anh này đang làm nước mắm nha. Để ăn dưa leo với củ cải. Đây đi biển không có rau sống các bạn. Quá hấp dẫn. Dầu ít quá, mắc cỡ các bạn. Hết luôn á, ngồi bên dâu đi con mình chế tận dụng lại. Đâu có sao đâu, dễ dục. Bây giờ mình chiên con cá khoai bạn, hồi xưa giờ chưa ai chiên cá khoai nha. Giờ mình chiên cá khoai nó mới ghê nè. Đó, cá khoai. Cá khoai chiên bột. Anh Trung Phái rồi. Ờ. Rồi đầu mà con mấy con tôm mà chín các bạn ơi. Nè chín đây nha. Giờ chín đây các bạn, vàng giờ được rồi. Gà cũng chín đây các bạn. Đó, quá hấp dẫn luôn. Còn mấy con này chưa chín nha. Nó ai nói cá khoai chiên không được đâu, em chiên thấy ra đâu luôn không? Rồi các để vô tiếp các bạn. Trời ơi, quá sướng. Rồi, đầu trở các bạn. Có nào chín mình gấp đây nha. Mực là chắc chín các bạn. Mực nè. Rồi, tôm mình chín luôn nha, chưa. Gió đèn quá. Lên miếng lửa các bạn. Quá hấp dẫn luôn. Chửi gì đó chửi. Mình ở nhà không có ổ khô, có mình gấp để thêm cho bạn, gấp mực nè. Con mực. Con tôm. Đây con mực nha bạn. Rồi ok. Rồi giờ bây giờ còn dư bột các bạn. Dưa bột nó hơi nhiều quá, giờ mà ông nghiên cứu chiên tôm tích luôn nha. Rồi tôm tích gạch các bạn, đặt cái bụng ra gạch anh coi. Tôm sầm quá đang quá mấy. Tôm sầm quá giờ ông đòi hát ok bạn ơi, anh làm gì màu mè dữ à chú. Sắp rồi cho mấy bạn mấy con tôm tích. Wow quá đẹp. Hiểu không mấy không? Rồi để vô đây, để đại đi, để vô đây luôn, chiên luôn, chiên bột luôn. Ừ, tôm chiên bột luôn. Đó, quá hấp dẫn. Chiên bung bụng bây giờ bắt đầu để tôm tích vô mấy bạn. Rồi bột nè. Yếu dầu rồi. Hao dầu quá bạn ơi. Rồi, rồi bắt đầu bắt mắm mấy bạn ơi.
Vô. Làm gì? Ừ, hai nhảy luôn nè. Mày cái chén này với mày nè. Thử mày để nước mày uống thì mày không có nó chén mày chán. Đó. Quá hấp dẫn luôn. Kêu anh Hồng ăn nhậu với ông ăn chiên bột. Rồi, hú quay đi anh quay hú quay đi. Rồi vô quay. Có xiên nè. Em vô đi. Có con ghẹ màu mà nè. Lấy cơm anh có ăn cơm. Ghẹ nè. Thôi được đi. Quá dữ. Con tôm tích. Làm con tôm tích đi. Con hụt bột dính vô. Giống giống cái mặt con khỉ không? Giống. Hai cái lỗ tai. Thỏ mà thỏ. Cá khoai mà nó chiêu được đâu chứ được nè. Cá khoai nè. Đó, ai nó chiêu được đâu. Ngày mượn ly rượu quay. Rồi, vô luôn mấy bạn ơi. Rượu thuốc nha. Ừ. Ừ. Cháu ơi. Cháu ơi, chuyện này trúng mà. Nó đang nghỉ rượu luôn. Sao ạ? Mà trong mình nè. Vô anh. Lâu rồi không uống. Chống Covid tới nay hả? Ngon không? Mình để cái kia gót à. Ủa sao không có đũa? Có mà. Bỏ đâu rồi? Cái gì đây? Nè. Mới lấy mới bỏ đó rồi. Ngay luôn cái gì? Ăn dưa leo. Anh cũng ngày nhà luôn quá. Hả? Chính hả? Để ăn nghe mới ngon á. Có chết.